các nhà điêu khắc băng tham dự cuộc thi tại Cáp Nhĩ Tân, tính từ Cáp Nhĩ Tân, Trung Cộng. 27 toán điêu khắc gia và công nhân của nhiều nước đang tham dự cuộc thi điêu khắc băng tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, là nơi lạnh nhất tại Trung Cộng. Lễ băng tuyết quốc tế lần thứ 31 đã được khai mạc tại thành phố Cáp Nhĩ Tân từ ngày thứ Hai 5 tháng Giêng. Thành phố Cáp Nhĩ Tân là thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, là một trong những địa điểm nổi tiếng về văn hóa băng tuyết trên thế giới. Nhiệt độ trung bình vào mùa hè là 21.2 độ C, mùa đông là -16.8 độ C. Có khi trong mùa đông nhiệt độ xuống đến -38 độ C. Trong 10 nước tham gia, cuộc thi có Nga, Mông Cổ và Nam Hàn. Các toán điêu khắc sẽ lấy những tảng băng lớn từ con sông gần bên để tạo nên các hình tượng. Tô Thức là nhà điêu khắc băng nổi tiếng từng tham dự cuộc thi trong nhiều năm, đã tạo một tác phẩm lấy tên là Phục Kích, gồm có một con báo và một con cá sấu. Ông Thức nói rằng, ông ta muốn tham gia các cuộc thi càng nhiều càng tốt vì có thể giúp gia tăng khả năng nghệ thuật. Hơn nữa, ông ta yêu thích khắc băng như phụ nữ yêu thích trang điểm. Ông ta không bao giờ thấy mệt mỏi và không quan tâm đến thời giờ trong lúc khắc băng. Một điêu khắc gia khác nói rằng, giải thưởng không phải là điều quan trọng. Ông ta không hy vọng đoạt giải thưởng, chỉ muốn tăng được khả năng khéo léo và nghệ thuật.